Con ngồi đi. Dạ, anh ăn gì ạ? Chị cho tôi 2 tô. Dạ, có liền. Đi học bài đi con. Dạ, con muốn phụ mẹ làm cho nó nhanh để con đi sinh nhật nữa. Những sai lầm trong quá khứ thường để lại nhiều tiếc nuối. Ba ơi, đến giờ rồi, mình đi xem phim đi ba. Mình đi luôn cho anh. Chứ, anh quên mất là hôm nay có hẹn với 2 mẹ con đi xem phim. Bộ công việc quan trọng hơn gia đình của anh hả? Tới cả ngày sinh nhật con mà anh cũng không có một chút thời gian rảnh nữa. Mẹ phải tranh thủ bán hết thì mẹ mới có tiền dẫn Bon đi ăn sinh nhật, đi ăn gà rán với lại ăn kem. Dạ. Ừ, giỏi, đi học bài đi con. Và sẽ ý nghĩa biết bao khi từ mất mát đó người ta biết cách vun đắp hạnh phúc cho kẻ khác dù là xa lạ. Chị cho tôi hỏi, chị còn bao nhiêu tô? Dạ tôi còn khoảng 20 tô nữa. Chị làm hết cho tôi đi. Hả? Cảm nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc với câu chuyện Vị Khách Lạ trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.